Một biệt thự 2 tầng rộng hàng trăm mét vuông, trên một khu đất hàng ngàn mét vuông đang đi vào hoàn thiện. Bao quanh khu đất là tường gạch kiên cố cao hơn 2 mét, đứng ở bên ngoài sẽ không thể nhìn vào phía trong. Theo ghi nhận của phóng viên Tầm Nhìn TV, xung quanh ngôi biệt phủ này đã được chủ nhân của nó hoàn thiện các hạng mục xây dựng khác như đường đi lại, chòi uống trà ngắm cảnh và toàn bộ khu đất trống đã được quy hoạch trồng cây xanh. Ấn tượng nhất phải kể đến chính là một hồ nước rộng, mặt nước xanh ngắt có diện tích hàng ngàn mét vuông, nằm ngay phía trước biệt phủ của gia chủ. Toàn bộ bờ hồ đã được xây kè chắc chắn, xung quanh hồ được trồng hàng ngàn cây xanh tốt, tạo ra một khung cảnh mát mẻ thơ mộng. Khu đất đứng tên bà Nguyễn Thị Thấm ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đang được đầu tư xây dựng công trình dạng biệt phủ 2 tầng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhất lại là chính những công trình nằm xung quanh biệt phủ tương lai của bà Thấm. Theo người dân địa phương cho hay, hồ nước nằm trong khuôn viên thửa đất của bà Thấm trước đây là hồ chứa nước tự nhiên, có từ rất lâu rồi do xóm quản lý, phục vụ công tác tưới tiêu trong khu vực của xã, nhưng không hiểu tại sao đến nay nó lại thuộc sở hữu riêng của gia đình cụ Thấm. Để làm rõ vấn đề trên, phóng viên Tầm Nhìn TV đã nhiều lần liên hệ, làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, câu trả lời phóng viên nhận được là những lần đùn đẩy trách nhiệm từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà Lê Lan Quyên, Chánh văn phòng thành phố Thái Nguyên khẳng định vấn đề cho thuê hồ nước của xã Thịnh Đức cho gia đình bà Thấm thuộc trách nhiệm của phòng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, khi phóng viên liên lạc với trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên để làm rõ vấn đề trên, thì ông này lại khẳng định việc cho thuê hồ nước không thuộc phòng kinh tế mà do phòng tài nguyên môi trường thành phố cho thuê. Làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, ông Lê Thanh Long, chủ tịch xã cho biết. Ao sen, ở trong này gọi là ao chứ không phải là hồ vì là cái diện tích nó không lớn. Là cái diện tích đất mà của hợp tác xã trước đây dùng để gieo mạ và chứa nước. Khi mà hợp tác xã mà giải thể thì cái này không còn được sử dụng để làm cái gieo mạ nữa mà là thuộc đất công. Thứ hai nữa là sau hiện đến hiện nay ấy, thì cái phần cái ao này thì mà nhà nước đầu tư cái kênh thủy lợi phục vụ cho xóm thì cái ao này không sử dụng nữa để không từ lâu nay thì không thấy người dân nào phản ánh về cái việc là phải sử dụng cái nước ở trong cái ao cả. Đối với diện tích đất công ấy, thì về thẩm quyền là cấp xã quản lý về việc sử dụng, thế còn cho thuê thì theo quy định của luật. Cái này thuộc thẩm quyền của thành phố cho thuê và thành phố đã thực hiện được cho thuê, xã không cho thuê. Phóng viên tiếp tục liên lạc với Chánh văn phòng thành phố Thái Nguyên để làm việc với phòng tài nguyên, nhưng chỉ nhận được câu trả lời sẽ cho kiểm tra lại. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua vẫn không nhận được phản hồi từ phòng tài nguyên và không được cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề trên. Dư luận đặt ra câu hỏi cho việc thuê hồ nước thu được bao nhiêu tiền, số tiền đó sẽ được sử dụng như thế nào. Việc xây dựng nhà kèm các công trình xây dựng khác có đúng theo quy định của pháp luật. Công tác quản trị như thế nào trong trường hợp này? Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các cơ sở ban ngành xác minh làm rõ có câu trả lời cho bà con nhân dân địa phương.